tiếp tục bàn giao mẫu crew 2015 khách chốt cọc cho Trường Anh 1 triệu. Khách chốt 1 triệu giao xe, cô chú anh chị. Ok không? Là phong dáng của em crew 2015 mà Trường Anh đã có đăng rồi. Nói chung chốt 1 triệu nhưng mà giao xe trong cõi lòng nha cô chú anh chị nha. Đây Trường Anh đang tới nhà chủ nhà giao xe cho khách nè. Thường thường cô chú anh chị thấy bên Trường Anh là nhận cọc 10 triệu đúng không? Nhưng mà Trường Anh chỉ nhận 1 triệu cho vui thôi. Nếu mà phụ nữ mua thì khuyến mãi luôn, phụ nữ mua là khuyến mãi luôn cả tài xế. Đây bà con đang chuẩn bị đi tới giao xe, khoảng cách từ salon của em xuống nhà anh này đâu đó nằm tầm 5-7 cây thôi, gần đây mà. Cho nên là bây giờ em đi giao xe nè. Đây là mẫu crew nè, đẹp không? Máy em cực kỳ nha. Đầu đường Lam Sơn á, chạy qua chỗ salon kia xíu rồi tới. Ở đây là nó bắn tốc độ hơi ghê nha cô chú chị nha. Bắn tốc độ bắt ở dưới kia kìa. Em này chạy tắp bi cửa đẹp rồi. Bây giờ tắp bi không? Tắp bi tắp lô từ phần túi khí máy lạnh mở phát lạnh khác luôn. Rồi đầu đường Lâm Sơn này nè. Đầu đường Lâm Sơn là tới rồi. Giao crew tới cho khách hàng nè cô chú anh chị. Anh này ảnh quen Trường Anh mà. Đây nè, crew 2015 bản LT 1.6 nha cô chú anh chị nha. Đó, form đẹp, dáng chuẩn đúng tướng mỹ nhân luôn. Đang kiểm tra xe nè. Xe này bao hết tất tần tật luôn, kể cả tiếp thẹn tất tần tật bao hết, không phải lo. 2015 một chủ mà. Xe đời cao thì cọp rồi, không phải suy nghĩ đâu. Cấn hay không, đúng rồi. Đó, phong dáng em 25. Ở đây mình bán ngoài hả chị? Ủa? Không nhìn chị quen quen mà không biết. Và sao bây giờ lại để tôi ngắn thế? Ôi trời ơi. À, anh chị thấy đi đâu ai cũng quen Trường Anh lắm không? Tại đồ nổi tiếng quá mà. Đi các tỉnh ai cũng biết em luôn. Chạy đi anh, chạy tới đi. Chạy đi. Xe này khỏi coi, em nói rồi Trường Anh tả xe là chuẩn, anh khỏi phải coi. Em bao hết cho anh mà. Chỉ có anh mới bán cái đó, chứ em không bán cái đó đâu. Con này form mới của Mi gầm nè, thấy không? Mi gầm Mi. Đó là form mới. Rồi xong rồi, bàn giao cho khách luôn rồi. Chạy gì nữa, khỏi coi luôn. Kết thúc. Đó là nhiệm kỳ Trường Anh đi bàn giao xe crew cho khách hàng nha. Một người anh trai anh lại bên sửa xe máy, cũng nói chung là cũng đã rất là tin tưởng em luôn. Đó, mua bán nhanh gọn lẹ, ok, vui vẻ, hòa đồng. Được chưa cô chú anh chị? Cô chú anh chị nào có hư xe xuống sửa xe chuyển nè, đường Lâm Sơn anh sửa xe cho. Em kết thúc chương trình tại đây này nha. Em see you and goodbye.